Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao tổng trọng có thể bị mắc bệnh lạ như Trần Đại Quang là điều có thể? Sự vắng mặt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 26 tháng 12 năm 2023 sau hội nghị nông dân toàn quốc và tin đồng đoán ông Trọng đang trong tình trạng thập tử nhất sinh không khó để xác định. Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng Giêng năm 2024, theo kế hoạch, Quốc hội khóa 15 sẽ họp bất thường. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Hà Nội sẽ có mặt dự họp hay không thì sẽ là câu trả lời về sức khỏe của ông. Biến cố Kiên Giang được biết đến là tai nạn của Tổng bí thư Trọng trong chuyến kinh lý vào tháng 4 năm 2019 tại quê hương ông Nguyễn Tấn Dũng, một cụ thù của Tổng Trọng. Rất may cho ông Trọng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa một nhóm bác sĩ lương y Trung Quốc tức tốc sang Hà Nội phối hợp với các bác sĩ của bệnh viện 108 quân đội. Và đây là hình tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau đó, người ta thấy ông Trọng phục hồi và trở lại làm việc rất nhanh, ngoài sức tưởng tượng. Dù rằng ông Trọng đi chưa vững vẫn phải có người dìu, sau đó là nắm tay dắt đi. Vào khoảng thời gian đó có tin từ giới thạo tin cho biết, nhóm bác sĩ Trung Quốc điều trị bệnh cho ông Trọng đã đảm bảo với phía Việt Nam rằng ông Trọng sẽ kéo dài tuổi thọ, tương đương với tuổi thọ của các lãnh đạo Trung Quốc, trung bình ở độ tuổi 90, thậm chí 100 tuổi. Nghe nói lúc đó, phu nhân của Tổng bí thư Trọng tỏ ra rất vui mừng, biết ơn đảng, nhà nước Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình. Mạng xã hội gần đây có ý kiến cho rằng, Tổng bí thư làm việc hết sức căng thẳng, nhất là sự thất thế của ông sau hội nghị trung ương 8 khóa 13 trong bối cảnh thù trong giặc ngoài. Thù trong đảng, đó là chuyện các đồng đảng nhưng không đồng phe với tổng trọng đã khiến ông Trọng bị việt vị. Cụ thể, khi trình kế hoạch nhân sự chủ chốt cho đại hội đảng khóa 14 để ban chấp hành trung ương xem xét và thông qua tại hội nghị trung ương khóa 8, kế hoạch này có 7 vấn đề Tuy nhiên, chỉ duy nhất trường hợp trưởng ban đối ngoại trung ương Lê Hoài Trung được bầu bổ sung là thành viên ban bí thư. Còn lại 6 vấn đề khác đều bị ban chấp hành trung ương trả lại, yêu cầu tổng bí thư làm rõ. Và đây là hình tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo giới phân tích, giặt ngoài thì rõ ràng ai cũng biết với quyết định bạo gan mới đây của tổng trọng, khi nâng cấp quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hoa Kỳ lên mức cao nhất. Đó là quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, ngang bằng với mối quan hệ của Việt Nam với hai cường quốc là Trung Quốc và Liên bang Nga. Điều này khiến ban lãnh đạo Bắc Kinh căm tức và nó cũng khiến mối quan hệ Việt Nam và Trung Quốc xuống mức thấp nhất chưa từng thấy. Đó là lý do vì sao vào đầu tháng 12 năm 2023, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phải cất công sang Hà Nội để hỏi tội những đứa con hoang đàn, Việt Nam ngỗ ngược và khó giải. Theo giới phân tích, rất có thể trong đợt chữa trị định kỳ theo lịch thăm bệnh của các bác sĩ Trung Quốc, số phận của ông Trọng đã nằm gọn trong tay của Tập Cận Bình và ban lãnh đạo Bắc Kinh. Liệu có xảy ra trường hợp như nhà văn Phạm Viết Đào, cựu trưởng phòng thanh tra hành chính và phòng chống tham nhũng của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch gần đây tiết lộ trên trang Facebook cá nhân rằng có 5 yếu nhân nghi bị Trung Quốc hạ độc, đó là Lê Đức Anh, Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang, Lê Văn Thành, Nguyễn Chí Vịnh. Dư luận vỉa hè thì cho rằng Nguyễn Bá Thanh bị hạ độc vì đe dọa đến số phận ai đó là người của Trung Quốc. Cả Nguyễn Bá Thanh và Trần Đại Quang đều có những sự khác thường về sức khỏe sau khi đi thăm Trung Quốc. Trần Đại Quang chỉ nhận một bó hoa trong chuyến thăm mà mang virus lạ rồi qua đời. Chưa hết, ông Phạm Viết Đào cho biết thêm. Ông Việt Phương, 53 năm, làm thư ký riêng cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cùng một số năm, đồng thời còn làm thư ký cho Tổng bí thư Lê Duẩn kể rằng, trong một lần cùng ông Hồ Chí Minh sang thăm Bắc Kinh, ông Lê Duẩn đã được ông Hồ Chí Minh gọi sang phòng và dặn, chú sang ngủ chung với bác, với bác chắc họ không dám làm gì. Riêng chú hãy cẩn thận, bạn không ưa chú. Khi thăm Bắc Kinh, Lê Dưỡng thường đổi giường ngủ cho thư ký vì như vậy. Và đây là hình tướng Nguyễn Chí Vịnh bị nghi mắc bệnh lạ trước khi qua đời. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hồi phục rất nhanh và trở lại làm việc sau biến cố Kiên Giang. Ông Phạm Viết Đào đánh giá là điều mừng một nhưng lo tới mười. Vì cho rằng trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc cận đại, có rất nhiều vị lãnh đạo Việt Nam sau khi đi thăm Trung Quốc về đều có những triệu chứng bất thường về sức khỏe, sau đó lại phải nhờ thầy thuốc Trung Quốc giải cứu và họ bị biến thành con tin của thầy thuốc Trung Quốc. Cố Chủ tịch Lê Đức Anh là một ví dụ. Theo đó, hàng năm, phía Trung Quốc tiếp tục cử một đoàn y tế do một nữ bác sĩ chăm cứu nổi tiếng của Trung Quốc sang chăm sóc sức khỏe cho Lê Đức Anh đến khi ông qua đời ở tuổi 99 theo giới thảo tin có một vài lãnh đạo Việt Nam đã tự nguyện theo Trung Quốc xong vì lý do nào đó lại quay xe như Trần Đại Quang và Nguyễn Chí Vịnh cái kết cho họ là căn bệnh lạ và chết trong đau đớn những phân tích kể trên để cho thấy tình huống tổng trọng bị mắc bệnh lạ bí ẩn giống như các trường hợp liệt kê ở trên là điều hoàn toàn có cơ sở. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao tổng trọng có thể bị mắc bệnh lạ như Trần Đại Quang là điều có thể. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Trọng Lú băng hà, sự thật hay tin đồn và ai sẽ thay thế ghế Tổng Bí thư? Mạng xã hội đang giấy lên tin đồn cho rằng người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, đang ở trong tình trạng thập tử nhất sinh. Trên trang Facebook cá nhân, một cựu giám đốc của ban Việt ngữ đã cho tự do có viết Đồn đãi nghe được ở Mỹ, bác cả vào nhà thương cả tuần rồi, bệnh tình khá nặng, phải đặt ống trợ thở. Ai biết tin rõ hơn, xin cho cả nhà biết với nhé. Nhà báo Phúc Lai từ Hà Nội, cách đây vài tiếng đồng hồ cho biết thêm. Hôm qua có người hỏi, nhà mình sắp có đám hạ bác. Tôi biết đâu, chú nắm tình hình không biết, sao tôi biết? Thế mà hôm nay, cấm đường nhiều ghê, tắt lung tung cả. Và đây là hình banner trên trang Facebook của nhà báo Phúc Lai GP. Còn nhà báo Phan Thục An Tôn của VOA cho hay, có tin các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài đã nhận được chỉ đạo chuẩn bị sổ tang trong khi đó, trên mạng xã hội có nhiều ý kiến bình luận khác nhau, đại ý cho rằng ở tuổi ngót nghét 80, giá như ông Trọng biết nghỉ ngơi, sống với con cháu những năm cuối đời thì hạnh phúc biết mấy. Hay nếu tẩm bổ dưỡng sức thì ông Trọng cũng sống thêm 5 đến 10 năm nữa. Nhưng vì tham công tiếc việc hay ham hố quyền lực quá mức, nhất là tổng bí thư đã có tiền sử tai biến nên rất dễ bị tái lại. Giới thảo tin tiết lộ, cụ bây giờ yếu quá, khó qua khỏi. Được biết là một số bộ phận đã có lệnh phải trực 24 trên 24, hủy các lịch nghỉ cá nhân để lo cho cụ. Dự báo là nếu cụ đi, sẽ có cuộc gặp kính của mấy vị đầu sỏ, xếp lại bàn cờ, dẹp lò, công cuộc tham nhũng lại ổn định. Nói như vậy để thấy, sinh lão, bệnh tử là quy luật tự nhiên, con người sinh ra, sau đó sẽ chết đi, chẳng có ai sống mãi được cả. Ngoại trừ ông Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam bố trí cho sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Vấn đề cần phải bàn có lẽ là trái ngược với các quốc gia dân chủ tiến bộ, khi các lãnh đạo hay chính khách do dân chúng bầu lên có vấn đề về sức khỏe hay vấn đề về đời tư thì đều được minh bạch công khai cho dân chúng biết. Còn ở các quốc gia độc tài vì dân chủ thì sức khỏe hay đời tư của các lãnh tụ thường được coi là bí mật quốc gia như ở Việt Nam luật về sức khỏe lãnh đạo là bí mật nhà nước được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 và đây là hình tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sức khỏe của các vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam vốn được giữ kín từ lâu Ví dụ như cái chết của ông Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, năm 1969, khi ông Hồ Chí Minh bị bệnh nặng, thông tin cũng được giữ kín. Ngay cả ngày ông Hồ Chí Minh thực sự qua đời cũng là điều bí mật, người ta cũng giữ kín, thậm chí còn sửa ngày mất lùi lại một ngày, sang ngày 3 tháng 9 để tránh ngày quốc khánh ngày 2 tháng 9. Phải hàng chục năm sau, ngày qua đời thật của ông Hồ mới được công bố. Ở Việt Nam với lý do sức khỏe của lãnh đạo là bí mật quốc gia, cho nên dân chúng không được tiếp xúc với những thông tin khả tính về sức khỏe hay đề tư của lãnh đạo. Các thông tin này, người dân được biết, chủ yếu thông qua kênh tin đồn của thông tấn xã Vĩa Hè. Chắc chắn những tin đồn này sẽ gây bất lợi hơn là thông tin chính thống, chính thức bởi sẽ có nhiều dị bản. Tin lành đồn gần, tin giữ đồn xa là như vậy. Trong kỷ nguyên internet thế giới phẳng, chuyện giữ kín những bí mật là điều cực kỳ khó khăn. Với mạng xã hội, chỉ một cái click, lập tức thông tin sẽ được lan tỏa nhanh chóng. Đó là lý do vì sao người Việt Nam hiện nay biết được các hoạt động của lãnh đạo chủ chốt, sự vắng mặt hoặc biến mất của họ lập tức được loan tải cho cộng đồng. Chuyện mắc bệnh lạ của các ông Nguyễn Bá Thanh, cố trưởng ban nội chính Trung ương, ông Trần Đại Quang cố chủ tịch nước là những ví dụ. Trong lúc mạng xã hội cập nhật chính sách các diễn biến, thì truyền thông nhà nước lại ra sức bưng bít. Khi cố trưởng ban nội chính trung ương Nguyễn Bá Thành đã bệnh rất nặng, thậm chí là đã mất, truyền thông nhà nước không chỉ im lặng mà còn đưa tin giả. Báo chí đưa tin rằng ông Nguyễn Bá Thành vẫn ăn nguyên một tô cháo và nói tao có chi mô. Rồi cũng sau đó ít lâu, nhà nước công bố rằng ông Nguyễn Bá Thanh đã qua đời. Và đây là hình Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Liên quan đến tình trạng sức khỏe của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, theo giới quan sát, sẽ bắt đầu giai đoạn Đảng Cộng sản Việt Nam mất đi trụ cột chính, nội bộ lãnh đạo đảng sẽ quay ra cắn xé lẫn nhau. Ai sẽ thay ông Trọng lèo lái con thuyền nan ọp ẹp của Đảng Cộng sản lúc này? là một vấn đề nan giải. Tại thời điểm diễn biến quốc tế hết sức phức tạp, nội bộ lại mâu thuẫn sâu sắc. Nhiều ý kiến cho rằng, người đủ sức cầm lái lúc này chỉ có Bộ trưởng Công an Tô Lâm là phù hợp. Võ Văn Thưởng thì quá non nớt, chưa đủ độ chính. Phạm Minh Chính hay Vương Đình Huệ đều không đủ uy quyền, nhất là không có súng để giữ vững trật tự. Do đó, nếu không là Tô Lâm lúc này, đảng cộng sản sẽ tan rã. Dù rằng ai cũng biết để cho tô lâm cầm lái thì còn tham tàn, khát máu và bỡ tàu gấp vạn lần nguyễn phú trọng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của kim vũ với bản tin trọng lú băng hà, sự thật hay tin đồn và ai sẽ thay thế ghế tổng bí thư. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.